Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2021. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị Phật tử có một ngày an lạc thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện về đề tài vô thường. Ngày xưa, có một ngôi chùa nọ nằm cũng xa xôi hẻo lánh, cũng ít có người đến cúng dường. Thì chùa đó thì cũng thiếu cái này thiếu cái nọ, cho nên đó là các Phật tử hồn phước với nhau để mua những cái thứ lặt vặt ở trong chùa. Thì trên chánh điện thì nó có thiếu một cái chuông. Thì thiếu một cái chuông rồi á, thì các Phật tử mới bàn nhau vận động. Thì sau khi mà vận động á, thì có một nữ Phật tử rất là giàu có. Người này ở nước ngoài về Việt Nam để thăm lại quê hương, và nghe cái lời kêu gọi thành tâm như vậy thì người này ghé chùa, viếng chùa, thăm thầy trụ trì, và xong sau đó phát tâm cúng một cái chuông. Kính thưa quý vị, thì sau khi cúng cái chuông rồi thì cái chuông cũng rất là đắt tiền. Cái chuông đó bằng đồng cũng rất là đắt tiền. Và Phật tử này đi đến chùa cũng được sự đón tiếp của đại chúng, của thầy trụ trì, cũng cảm thấy rất là hãnh diện. Mình là cái người đóng góp cho chùa, cũng một cái chuông rất là giá trị. Thì tới lui như vậy được một thời gian, thì quý vị biết rằng là ở chùa đó, nó ở trong các cái chỗ mà hẻo lánh, xa nhà dân, xa các cái con phố đông đúc, cho nên là cái nạn ăn trộm ăn cắp nó cũng rất là nhiều. Những cái người mà có những cái tâm xấu theo dõi một thời gian thì đã nghe được tin tức là chùa có được cái chuông mới do một Phật tử nước ngoài cúng dường. Cái chuông cũng mấy chục triệu. Thì quý vị biết rằng là chùa ở quê cho nên cũng không đề phòng nhiều lắm. Và trong chùa đó thì các chú tiểu thường thay phiên nhau đi đóng cửa chùa, đi đóng cổng chùa. Thì một hôm á, là đến lượt cái chú tiểu đó đi đóng cửa chùa, mà chú tiểu đó lại là bị bệnh, cho nên đã nhờ một chú tiểu khác đi đóng hộ. Và cũng có cân nhắc kỹ càng là hình đóng dùng để hôm nay để mệt, để bệnh. Thì cái chú tiểu này á thì cũng ham chơi, rồi đầu óc không có tập trung, quên mất cái lời nhờ của cái vị kia, cho nên là đến giờ đi ngủ á thì không ai đóng cửa chùa cả. Thì cái vì bị bệnh, cái chú tiểu bị bệnh á, thì nghĩ rằng mình nhờ rồi thì chắc sư huynh sẽ đóng. Rồi mà cái vị này quên mất, còn các vị khác á, thì đinh ninh rằng là có người đóng rồi. Cho nên là người xưa cũng có câu rất là hay, đông sải không ai đóng cửa chùa. Giống như là đông con không ai nuôi cha nuôi mẹ vậy đó. Thì người này cứ nghĩ người khác đóng, người kia cứ nghĩ người nọ đóng cửa, cho nên yên tâm đi ngủ. Thì tối hôm đó thì
bọn ăn trộm nó thấy cửa chùa không có đóng, cửa chánh điện cũng không có đóng, cho nên nó vô nó lấy cái chuông mất. Thì sáng hôm đó đại chúng thức dậy đi công phu thì phát hiện là mất cái chuông, thì báo cho thầy trụ trì là bị mất chuông. Thầy trụ trì rất là bất ngờ, là tại vì từ xưa đến nay chùa cũng chưa mất cái gì cả, mà cái chuông này thì một Phật tử ở nước ngoài gọi là Việt Kiều mới cúng dường chưa được bao lâu mà bây giờ đã mất. Không biết là sau này Phật tử này ghé chùa rồi mình biết lấy cái lời nào để mình ăn nói với được Phật tử này cho nó tròn. Thì cũng rất là lo lắng như vậy rồi á, thì quý vị biết không, thì những cái điều á mà mình lo lắng thì nó dễ tới. Thì một hôm á là điều gì tới cũng phải tới, điều lo lắng nhất cũng phải tới. Và được Phật tử này bất ngờ ghé chùa và đi lên chánh điện để đến chùa. Cái chuông mình mua cúng dường thì mình phải đánh chứ, đó là cái quyền của mình mà, cũng ai cấm cản cả. Thì đi lên là thấy không thấy cái chuông đâu cả, thế mới xuống hỏi thầy trụ trì là cái chuông của con đâu. Thế thầy trụ trì mới lắc đầu nói là một tuần trước á là như vậy anh trộm nó vào nó lấy, như vậy là do các chú tiểu ăn ngủ không có đóng chánh điện, rồi nó không có người này cứ nghỉ người kia, thế cuối cùng á là anh trộm mất cái chuông. Thế được Phật tử này mới quá bất ngờ, tưởng là thầy trụ trì đem giấu cái chuông đó cất đi, sợ đánh nó hư cho nên cất đi, chứ ai mà nghĩ rằng là cái chuông nó bị mất. Quý vị có biết không, cái Phật tử này á là rất là bất ngờ và rất là bức xúc, đứng lên quát tháo ở Mỹ, nói cái chuông tôi mới mua đây, cái chuông mấy chục triệu tại sao lại để mất như vậy, thì thầy hãy cho con một câu trả lời thích đáng để con có câu trả lời của thầy, để con về con nói lại với chồng của con như thế nào để cho ông đừng có bức xúc bực bội. Thì sau một hồi giải thích á thì Phật tử này á thì cũng dìu lại được cái cơn bức xúc của mình. Và thầy trụ trì á thì thấy Phật tử này thì cũng đã hòa rồi, thì thầy trụ trì mới nói á, đây là vô thường. Thì Phật tử này á cũng nói á, thưa thầy con biết là vô thường, nhưng mà vô thường cũng phải từ từ thôi chứ. Cái chuông con mới cũng chưa được một tuần mà bây giờ lại ra đi không cánh mà bay. Con hiểu vô thường lắm, nhưng mà vô thường cũng phải từ từ thôi. Mới một tuần trước đây mà tuần này đã mất rồi. Phật tử này á thì cũng đứng lên và bỏ về. Kính thưa quý vị, đây là câu chuyện thứ nhất mà chúng ta đều biết là vô thường, nhưng mà không chấp nhận được sự thật của vô thường nó xảy tới. Giống như Phật tử này á bức xúc đứng lên nói là con biết vô thường, nhưng mà cũng phải vô thường cũng phải từ từ. Câu chuyện đó là câu chuyện là đưa đến cho chúng ta một cái sự cười vui, nhưng mà cũng là một cái đạo lý rất là thâm sâu, đã biết vô thường mà sao còn phiền não. Câu chuyện thứ hai đó là cũng một ngôi chùa nọ cũng nghèo, rồi thầy trụ trì mới đi hóa duyên, đi kết duyên tất cả xóm làng. Thì sau khi quay về
thì các Phật tử đến cúng dường rất là đông. Và trong đó có một gia đình đài thí chủ cúng dường rất là nhiều, nào là son, nồi, chén, bát, bếp ga, rồi nồi cơm điện, rồi gạo, dầu, mì, nước tương, rồi mì gói, nói chung là đầy đủ. Và sau khi mà thấy Phật tử cúng dường lương thực thực phẩm và các cái vật dụng cần thiết cho đại chúng tu học yên tâm rồi á, thì ông thầy ông cũng rất là yên tâm, và ông ấy nói với chúng đệ tử rằng: thầy đi hóa duyên đã lâu, hôm nay thầy muốn nhập thất để mà tu khoảng một tháng. Trong vòng một tháng này thì không được kêu gọi thầy gì hết, để cho thầy tìm tu, bất cứ việc gì thì các con cũng phải đều giải quyết. Thì thầy nhập thất được một tuần thì trong chùa xảy ra biến cố. Đó là một cái chuyện là đài thí chủ, gia đình đài thí chủ có phần sự, có nghĩa là trong nhà có đám ma. Thì không thỉnh cái chùa nào hết, không thỉnh thầy nào hết, mà thỉnh bằng được thầy trụ trì. Mà bây giờ thầy trụ trì nhập thất rồi, cho nên là không có thỉnh được. Mà muốn thỉnh nó cũng không thỉnh được, tại vì thầy đã vô thất, thầy đóng cửa, thầy tỉnh tu rồi, mà thầy không biết cái chuyện này. Thế gia đình này mới đi tới, mới nói với mấy chú tiểu á, là nói là nếu mà thầy mà không đi đám nhà tôi, là tôi sẽ lấy hết những cái đồ mà trước giờ tôi cúng. Quý vị thấy không? Cho nên là nó vô thường lắm, cúng thì cúng mà lấy thì lấy. Thì nói như vậy rồi thì bỏ về. Thì nói như vậy để mà các đệ tử mới nói đến thầy trụ trì. Thầy trụ trì ra thất rồi đi đám. Cuối cùng nhà đó đi về lo đám tang xong thì thầy trụ trì cũng chưa có ra thất, rất là bực bội trong lòng, rất là bức xúc rồi. Mình là đài thí chủ của chùa này mà, đến khi mình có hậu sự thì ông thầy ông trốn, ông ấy không có chịu giúp, mà ông ấy lại không có hỏi han một câu nữa. Thì các đệ tử cũng ngày ngày đưa cơm cho thầy, nhưng mà thầy không có nói cái việc gì hết á, tại vì cũng giữ cho cái tâm của thầy được thanh tịnh, được mau đắc định. Nếu như mà trong lúc nhập thất mà cứ can dự chuyện thế gian thì là bể thất, rất là tội. Và quý vị biết là một lần nhập thất là rất là nhiều chướng ngại, nó dễ bể thất lắm. Hết chuyện thế gian đến chuyện là người đời, nó làm quấy rầy, gọi là cái chướng ngại, gọi là những cái ma cảnh, hoặc là những cái cảnh duyên xấu nó đưa đến, nó cản trở cái việc tu hành. Thì các đệ tử mới hiểu ý như vậy, cho nên nó là không nói gì hết. Thì khoảng 3 tuần sau thì thầy trụ trì mới ra thất. Các đệ tử mới trình bày lại cái sự việc. Thì thầy trụ trì nghe cũng rất là lo, nghe là Phật tử này là cúng cái gì lấy lại cái đó, cho nên cũng rất là lo. Thì chuẩn bị khăn gói để mà sang nhà Phật tử đó. Thì nhà Phật tử đó là cách chùa một con sông. Chuẩn bị khăn gói để đi qua thì chưa đi ra khỏi chùa thì hay nghe tin là ghe ở bên sông đưa cái vị thí chủ đó qua chùa. Thầy trụ trì ngó thấy thì cảm điều chẳng lành tới rồi, cho nên là không có đi nữa. Thì xem cái vị thí chủ này qua nói chuyện như thế nào. Thì vị thí chủ này cũng biết là cái ngày hôm nay là ông thầy này sẽ ra thất, và đưa qua gần chục người, rất là đông. Thầy trụ trì cũng nghĩ trong bụng là hôm nay chắc là đưa người qua để mà đưa lễ qua đó, để mình thì mình đi tụng kinh, qua tụng kinh. Thì cứ nghĩ trong bụng là hy vọng như vậy, nhưng mà trong bụng cũng lo là có chuyện chẳng lành.
Thì phần tử này á là khi mà cập ga lên bờ rồi không nói không rằng là bảo mọi người á là lên chùa dọn hết những cái đồ này đồ này đồ này, chỉ cái nào là dọn hết cái đó, tại bà cũng bà biết bà cũng mình cũng cái gì. Thì từ nhà bếp cho đến chánh điện cho đến trai đường, nói chung cái gì, những cái chậu hoa, thậm chí là gạo rồi mì gói cũng dọn hết xuống xuống thuyền. Thì ông thầy với chúng đệ tử các chú tiểu đứng giống như bị điểm huyệt, đứng trân một chỗ, không nói một câu mà cũng chẳng thốt nên một lời, khóc cũng không được mà cười cũng không không xong. Thì đứng như vậy, đứng như trời trồng. Thì dọn xong hết rồi lên thuyền rồi chạy về, không có nói một tiếng là thầy ơi con qua dọn đồ hay là con qua lấy đồ của con, hay là không nói bất cứ câu gì hết. Thì đứng đó một hồi thì chú tiểu đi học về, có một chú tiểu đi học về, vô trong bếp lấy mì để chế ăn buổi tối. Thì chú tiểu vô trong bếp mới thấy không có một gói mì nào hết, không còn một gói nào hết. Thế mới ra hỏi thầy trụ trì đấy, thầy ơi sao mì chùa mình ở đâu mà hết rồi? Nói họ dọn hết rồi. Nói sao họ dọn hết đó thầy? Nói là họ cúng cho nên họ dọn hết rồi. Nhưng mà con mới thấy hồi sáng đây mà, hồi sáng con mới thấy mì nhiều lắm mà. Vô thường mà con. Nếu ông thầy ông nói như vậy ông lắc đầu. Ê, chú Tiểu mới nói vô thường thì con cũng biết là vô thường, nhưng mà vô thường cũng phải vừa vừa thế chứ, mới sáng đây mà sao vô thường mà nhanh dữ, dọn đồ mà dọn hết luôn không chừa bất cứ một thứ gì. Đó là một câu chuyện nữa, cũng là biết vô thường nhưng mà vẫn vẫn phiền não. Đây cũng là một cái câu chuyện vui và đem đến cho chúng ta một cái nụ cười, một cái giây phút vui. Nhưng mà quý vị biết không, là nó là một câu chuyện rất là sâu sắc. Tại vì sao mình biết vô thường nhưng mà mình vẫn chấp vô thường, mình vẫn hành cái sự vô thường nó tới, mình không chấp nhận được cái sự thật, là tại vì mình nhìn thấy chưa có thông suốt. Nhìn thấy chưa thấu suốt là sao? Là sự thật vô thường. Cái gì gọi là sự thật vô thường? Vô thường nó có ba loại, là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường có nghĩa là cái thân này cha mẹ sanh ra lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng rồi già bệnh rồi chết. Đó là thân vô thường, có lớn lên có già có bệnh có chết. Thân này từ cát bụi thì từ cát bụi thì trở về với cát bụi, cho nên gọi là thân vô thường, gọi là sanh già bệnh bệnh chết. Vô thường là gì? Vô là không mà thường là thường còn mãi, gọi là không có cái gì mà còn mãi, không có gì mà hằng trường ấy, gọi là vô thường. Có nghĩa là không có cái gì mãi mãi, nó phải sinh diệt biến hoại, thay đổi trạng thái từ cái vật này qua cái vật kia, hoặc là từ trạng thái này qua trạng thái nọ, gọi là vô thường. Đó là thân vô thường. Tâm vô thường, tâm vô thường là những cái trạng thái chuyển biến của tâm. Đức Phật nói là có bảy. Bảy đó là gì? Mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét và muốn. Hôm nay mình mừng, ngày mai mình giận, rồi vui, rồi buồn. Vui thì cười đó, buồn thì khóc đó. Cho nên đó là gọi là cái tâm vô thường. Mình thương á thì mình vui, mình ghét á thì mình buồn mình khổ. Cho nên đó là
có ai đó nói với chúng ta à tôi thương bạn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta tin đó thì chúng ta tin một một phần nào đó thôi. Nếu như mà chúng ta tin hoàn toàn đó thì cũng 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 chưa chắc, tại vì ngày mai á, ngày hôm nay họ thương nhưng mà có thể ngày mai họ ghét. Ngày hôm nay họ thương mình là tại vì họ cái tâm họ chưa thay đổi. Còn khi mà tâm họ thay đổi là họ sẽ ghét mình. Họ hiểu lầm một cái gì đó là họ ghét mình. Đấy. Thì ghét thương là chuyện chuyện thế gian. Ghét thương cũng như là tâm của người nữ. Người ta thường nói người nữ á, là vô thường, nhìn thấy rất là rõ, ứng dụng cái tâm vô thường nhìn thấy rất là rõ ràng. Đó gọi là gì? Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì oi bức, có khi hậm hực, có khi một mình ngồi cười toe toét không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà ngồi một mình ngồi cười như vậy đó. Có khi ngồi cười mà có khi cũng ngồi một mình mà khóc. Đó là cái tâm tính của người nữ, nó vô thường lắm, hở chút khóc hở chút cười, nó rất là nhanh. Cho nên là đó gọi là tâm vô thường. Hoàn cảnh vô thường có nghĩa là sao? Hoàn cảnh vô thường thì nó rộng hơn, nó to lớn hơn. Hôm nay đây là một bãi đất trống, nhưng ngày mai là một cái nhà đang được xây lên. Hôm nay là biển, nhưng mà 1.000 năm sau đây là núi, là sông, hoặc là ở chỗ này nhà được cất lên. Hôm nay là nhà mình ở đây, nhưng 100 năm sau còn cái chỗ, cái nền đất của mình có còn là cái nền đất của nhà mình ở hay không, và 200-300 năm trước cái nền nhà của mình ở hôm nay có phải là nền nhà của mình hay không, là của người khác. Cho nên hôm nay á, chúng tôi nói về cái vấn đề đất đai á, thì mình đừng có chấp. Hôm nay nhà mình ở đây, mình cho mình là cái chỗ của mình, là cái nhà của mình, sổ đỏ của mình, nhưng mà trước đó 1.000 năm cũng là cái nền đất này, đâu phải của mình đâu. Rồi 500 năm, 1.000 năm sau, cái nhà của mình đang ở có phải là của mình không? Cũng không, người khác. Hoặc là có thể nó trở thành một con sông, hoặc là trở thành một cánh rừng, hoặc là nó sáp nhập vô biển, hoặc là sáp nhập vô núi. Cho nên đó là hoàn cảnh vô thường, nó luôn luôn thay đổi. Vậy thì vô thường khổ hay là vui? Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mà vô thường mà khổ thì nó có một mặt thôi. Còn vô thường mà vui là chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta nhìn á, thì chúng ta mới thông đạt. Tại vì sao? Tại vì vô thường không phải là vui hay khổ. Vui hay khổ chính do tâm người đó. Cho nên là vô thường nó là một quy luật, nó là một sự thật hiển nhiên diễn ra ngay trước mắt. Còn khổ hay vui là do tâm người tạo ra khổ hay vui, chứ không phải là vô thường tạo ra khổ hay vui. Có nhiều người gặp vô thường nhưng mà người ta khổ, có những người gặp vô thường nhưng mà người ta thấy vui. Những người già, ngày càng già cỗi và bệnh hoạn, đó là vô thường của già bệnh, thì người đó vui hay khổ? Khổ. Còn những đứa em bé con nít, nó là 5 tuổi, 10 tuổi, nó lớn lên như vậy, nó thấy nó lớn lên như vậy, cha mẹ nó có vui không? Vui chứ, thấy nó lớn lên hàng ngày. Rồi nó có vui không? Nó vui chứ. Giống như chúng tôi ngày xưa, chúng tôi lúc là 5 tuổi, 10 tuổi mà biết rồi đó,
Thì lúc đó chúng tôi muốn lớn thật nhanh để muốn làm người lớn. Muốn làm người lớn để làm gì? Để mình có quyền, để mình có tiền, để mình có nhiều kèo ăn, mình có nhiều bánh ăn. Mình không phải đi học. Đó, mình hết học. Người lớn đâu đi học, sướng. Cho nên chúng tôi cứ có cái suy nghĩ như vậy. Thì vô thường như vậy là vui hay khổ? Vui chứ. Cha mẹ mà nuôi con mãi mà không lớn là cha mẹ vui hay buồn? Tất nhiên là buồn. Nếu mà nó không vô thường mà nó không lớn á, nó cứ sinh ra mà nó cứ một tháng hoài hoặc là một tuổi hoài như vậy thì sao mà được. Cho nên tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhận thức, tùy theo cái vai trò mà chúng ta thấy vô thường khổ hay là vui. Nhưng mà cái đó là đứng trên cái phương diện của cái nhận thức. Còn trên phương diện của trí tuệ thì vô thường là một sự thật. Vô thường là một sự thật. Và nhận thức giác ngộ được vô thường gọi là đạt đạo, gọi là đắc đạo. Ai mà thông đạt được vô thường á, người đó chứng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta biết vô thường nhưng mà chúng ta chưa có thông đạt vô thường, chưa có sống được với vô thường. Khi mà vô thường đến, chúng ta không buồn, không khổ, không vui, không mừng. Đó chính là người đạt đạo. Nên là chúng ta thấy những giọt nước mắt chúng ta rơi rất là nhiều. Tại vì sao chúng ta khóc? Tại vì chúng ta thấy chúng ta khổ. Những giọt nước mắt tiễn ông, tiễn bà ra đi. Những giọt nước mắt tiễn cha, tiễn mẹ ra đi. Thậm chí có những giọt nước mắt tiễn vợ, tiễn chồng. Rồi những giọt nước mắt mà cả đồng bạc tiễn cả đồng xanh. Đó là chúng ta đau khổ. Còn những người mà thông đạt cái sự vô thường, biết đó là quy luật, là sự thật, thì người ta không khổ, không vui nữa. Có nghĩa rằng là người ta ngoài cái vòng kiềm tỏa của vô thường, biết vô thường để sống thuần theo cái quy luật vô thường, cho nên mới không khổ. Còn chúng ta biết vô thường nhưng mà chúng ta sống ngược lại với vô thường, cứ nghĩ thân này là sống hoài, sống mãi, khỏe hoài, khỏe mãi, một mai nó bệnh, nó chết rồi thì khổ. Cứ nghĩ cha mẹ sống hoài, sống đời với con, nhưng mà một mai cha mẹ ra đi thì mình khổ. Đó. Mình phải biết rằng là sẽ có một ngày cha mẹ sẽ ra đi. Không những cha mẹ ra đi mà sẽ có một ngày thân mình sẽ ra đi. Cho nên nó là biết được vô thường, giác ngộ được vô thường thì sống được với cái sự thật của cuộc đời, sống được với cái đạo của Đức Phật. Biết vô thường mới biết tu. Tại sao nói là biết vô thường mới biết tu quý vị? Tại vì nếu như mà không hiểu được vô thường, không mà giác ngộ được vô thường thì người này cứ cho là hai cái hướng. Một là sống hoài. Đó. Cho nên là hưởng thụ, không có chịu làm phước, không chịu tu. Cứ hưởng thụ ăn chơi cho đã, ăn những món ăn ngon, chơi những chỗ chơi sang đẹp. Đó. Rồi cái định kiến thứ hai, đó là chết là hết. Đó. Chết là hết có nghĩa rằng là chết là hết rồi, hết biết rồi. Cho nên hôm nay sống được ngày nào thì hưởng thụ được ngày đó. Nhưng mà Đức Phật nói rồi, đó là những cái quan niệm rất là sai lầm. Rất là sai lầm. Đời trước, đời này và đời sau. Đức Phật nói có ba đời, gọi là quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta phải giác ngộ vô thường. Giác ngộ vô thường để mà biết tu. Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Này các đệ tử,
Có bốn loài ngừa. Loài ngừa thứ nhất á là thấy bóng roi nó đã chạy. Loài ngừa thứ hai á là lấy cái roi đánh nhè nhè đằng sau mông thì nó mới chạy. Loài ngừa thứ ba đánh thật mạnh nó mới chạy. Và loài ngừa thứ tư thì đánh chết nó cũng không có chạy. Thì bốn loài ngừa này đại diện cho bốn loài chúng sanh ở trên thế gian, nói về đạo giác ngộ tu hành. Loài ngừa thứ nhất đại diện cho loài người thứ nhất. Loài ngừa thứ nhất là thấy cái bóng roi đã chạy. Loài ngừa này đại diện cho cái hạng người thứ nhất, đó là thấy người khác chết, thấy được sự vô thường, thấy được người khác chết ngay trước mắt, hoặc là thấy cha thấy mẹ thấy ông thấy bà hoặc thấy hàng xóm chết là bắt đầu tu rồi, bắt đầu ăn chay niệm Phật rồi. Căn lành lớn á thì đi xuất gia, vào chùa đi xuất gia, làm đệ tử xuất gia của Đức Phật, là một vị tu hành chân chánh. Rồi loài ngừa thứ hai là đánh nhè nó mới chạy. Thì loài ngừa này đại diện cho hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai không phải nhìn thấy nữa, mà chính bản thân của mình chết đi sống lại, đau khổ mà chết đi sống lại, lúc đó mới chịu tu. Lúc đó thấy mình khổ quá, thấy thế gian này không có ý nghĩa gì, thấy quá ư là khổ rồi, không còn bất cứ cái niềm tin gì vào cái cuộc sống này nữa, cho nên muốn tìm một con đường giải thoát khỏi tất cả sự khổ này, cho nên phát tâm tu hành, bắt đầu ăn chay niệm Phật, đi chùa phóng sanh, làm lành lãnh ác. Nếu mà căn lành lớn thì được xuất gia, làm đệ tử xuất gia của Đức Phật và tu hành đến mạn kiếp. Loài ngừa thứ ba là đánh thật đau nó mới chạy. Loài ngừa thứ ba này thì đại diện cho hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba không những nhìn thấy người thân chết, hàng xóm chết, vô thường đến với những người thân của mình, những người chết trước mắt của mình, tai nạn xe cộ ngoài đường mình đã nhìn thấy trước mắt. Rồi bản thân của mình chịu đau chịu khổ, thậm chí là mất mạng và được sống lại, có nghĩa là trải qua một cơn bào bệnh, ví dụ giống như là ung thư, là được trị lành khỏi ung thư. Và sau khi lần bệnh thì người này giác ngộ vô thường, chết đi sống lại bao nhiêu lần như vậy, ngẫm nghĩ cuộc đời cũng có ý nghĩa gì nữa, cho nên á mới phát tâm tu hành, mới phát tâm niệm Phật, mới phát tâm á làm lành lãnh dự và tu tập từ đây đến suốt đời còn lại. Rồi hàng ngừa thứ tư là đánh chết bò nó cũng không có chạy. Đánh chết bò có nghĩa rằng là đánh hoài, đánh mãi, đánh khi nào nó chảy máu, nó hết máu trong con ngựa thì thôi, là nó chết, nó gục xuống, nó chết luôn, cho nó không có chịu đi mà nó cũng chịu chạy. Đây là đại diện cho hạng người thứ tư. Không những chứng kiến á người thân mất, hàng xóm mất, những người chết trước mặt mình không lay động rồi, mà chính bản thân của mình chịu đau chịu khổ cũng không có lay động, không có giác ngộ gì hết, ai khuyên tu cũng bỏ ngoài tai. Rồi chính bản thân của mình chết đi sống lại á, rồi sau khi lành bệnh á thì cũng không có chịu tu nữa, cũng coi như là bình thường, rồi cứ ăn rồi ngủ rồi hưởng thụ rồi đi chơi bời cho đến hết mãn đời. Và hàng người này có cái sự mà vô thường đó nó tìm tới cũng không bao giờ giác ngộ được, cho nên là có cảnh báo đến cỡ nào
Đến khi mà người này chết rồi, nằm xuống thoi thóp rồi ở trên giường, mà có người đến khuyên niệm Phật, có người đến khuyên tu, có người đến khuyên phát lòng lành, những cái của cải còn lại á, thì đang đi bố thí, đang đi phóng sanh, mà người này cũng không có chịu nữa. Cho nên đó là người này dù đến chết cũng không chịu, chịu tu cũng không chịu làm lành, là hàng người thứ tư. Bây giờ chúng ta là thuộc hàng người nào? Chúng ta thuộc hàng người thứ nhất, hàng người thứ hai, hay là hàng người thứ ba, hay là hàng người thứ tư? Thì chúng tôi hy vọng á, là quý vị thuộc hàng người thứ nhất. Hàng người thứ nhất cũng rất là khó, dành cho những người sa môn, những về xuất gia. Rồi hàng người thứ hai, hàng người thứ hai chịu đau, chịu khổ mới chịu tu. Thì hàng người thứ hai này cũng rất là khó có. Họ chỉ chịu đau, chịu khổ một chút thôi là họ đã đi tu rồi, phát tâm làm việc lành, việc thiền rồi, hành thiền rồi, bố thí phóng sanh ăn chay niệm Phật rồi. Còn hàng người thứ ba mà chính bản thân mình đau khổ, mà thậm chí có thể có lần chết đi sống lại, mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tình yêu, hoặc là mất niềm tin vào bất cứ một cái gì đó, thì xong sau đó mới phát tâm tu, hàng người này cũng vẫn còn cứu được, hàng này người này vẫn còn làm người tốt trở lại được. Thì hy vọng là quý vị không được hàng người thứ nhất, cũng được hàng người thứ hai, không được hàng người thứ ba, thì cũng cố gắng được hàng người không được hàng người thứ hai, thì cũng cố gắng được hàng người thứ ba. Đừng bao giờ làm hàng người thứ tư nha quý vị. Hàng người thứ tư có nghĩa là những cái người mà chúng tôi cũng có thấy là khi mà chúng tôi đi hồn niệm, những người mà họ nằm ở trên giường, chúng tôi đến hồn niệm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ nói là họ muốn nghe câu niệm Phật. Rồi khi mà khai thị họ nói là họ muốn tu, họ muốn quý thầy mình đi về đi, quý Phật tử đi về, đừng có niệm Phật, họ ghét câu niệm Phật lắm. Đó là ác nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp của quý vị, cho nên cũng rất là khó. Đến với đạo Phật á, đến với Phật á, thì phải có duyên. Cho những người không có duyên á, là chúng ta nói họ không nghe đâu, khuyên họ không được đâu. Cho nên là những người có duyên, dù nói một câu nhỏ thôi, nói một câu nhân câu quả thôi là họ giác ngộ rồi. Nhưng ngày xưa chúng tôi cũng biết đến cái Phật Pháp cũng nhờ một lần chúng tôi cầm cái ná đi bắn chim. Thì lúc đó là bắn rất là nhiều chim, chắc chắn rất là nhiều, tội lỗi ngày càng chồng chất lên, mà đâu có biết mình làm cái này là tội đâu. Ngày nào cũng đi bắn chim là gọi là vui, mình cho đó là niềm vui. Rồi là một hôm có cái anh đó, anh đi chùa, anh nói đi bắn chim như vậy là không có hay. Khi mà bắn chim sắp xanh nhiều chết xuống người ta sẽ treo mình lên giống như con chim á, rồi là người ta lấy những cái cục lửa người ta ném vào mình, người ta bắn vào mình, rồi lấy dao chém nữa. Nghe như vậy xong sờ về chặt ná bỏ luôn quý vị, để bỏ nghề bắn chim và đi chùa luôn đó. Cho nên đó là những người mà có duyên á, chỉ cần nói một câu sự thật, chỉ cần nói một câu nhân quả, chỉ cần nói một câu vô thường luôn là họ giác ngộ luôn đó. Giống như chúng tôi nghe nói như vậy sợ quá. Cho nên có nhiều Phật tử nói thầy ơi, con mà tùng nghe vô thường hoặc là tùng kinh Địa Tạng, lần đầu tiên là con sợ, con khóc, và con đi chùa, con ăn chay, con niệm Phật, con tu luôn. Đó là những người có căn lành tu kiếp trước. Còn những người mà họ tụng kinh Địa Tạng, họ nghe cái giáo lý vô thường, mà họ cũng vẫn như nước đổ lá môn, họ nghe xong họ quên hết, rồi được vài ba bữa cũng chứng nào tật nấy. Những người này là nghiệp nặng. Nghiệp nặng có ngày sẽ bị nghiệp quật đó quý vị. Cho nên là giác ngộ được vô thường thì sẽ biết tu. Biết tu rồi mình sẽ làm lời lạc cho mình, an lạc cho mình, cho người, cho gia đình, cho xã hội. Và mỗi khi mà mình đã sống an lạc thanh tịnh rồi,
mình được đời này mình được an vui, đời sau mình được giải thoát, thì mình được giải thoát rồi mình trở lại ở đời này mình cứu độ vô lượng vô số chúng sanh. Thì hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây, kính chúc quý vị Phật tử có một ngày an lạc, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.